Điểm trạm y tế của thôn đảo Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gần 1.400 hộ dân và là nơi làm việc của 4 cán bộ, nhân viên y tế. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở hạ tầng của điểm trạm này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế thôn Vân Nghệ được xây dựng từ năm 2001, gồm nhà cấp 4 có diện tích gần 60m², quy mô khám chữa bệnh có 3 phòng, gồm phòng trực, phòng điều trị và phòng dược. Tuy nhiên, hiện 2/3 phòng đều đã xuất hiện các vết nứt gãy ngang, thấm rột nghiêm trọng mỗi khi trời mưa. Nắng ráo thì không sao, nhưng mà vào những ngày mưa bọn tôi rất vất vả. Vì là có 3 phòng đây thì 2 phòng rột, phòng trực của bọn tôi đây là cũng bị rột. Tí tách ở trên giỏ giọt xuống, cái lền này nó phải ẩm mất mấy hôm sau nó mới khô được. Nhiều khi có một vài bệnh nhân xong lại người nhà bệnh nhân đến nữa, đâm ra là nó cơ sở nó chật chội này, ra vào người nọ va vào người kia ấy. Thế cho nên là cũng rất là khó khăn. Diện tích nhỏ, hệ thống trần, tường gạch đều đã hư hỏng nên các buổi tiêm chủng mở rộng hay thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua, với lượng người dân đến trạm đông, các nhân viên y tế phải thực hiện nhờ cơ sở vật chất của nhà văn hóa thôn. Mỗi ngày, từ 5 đến 7 lượt người bệnh đến thăm khám. Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nên công tác thăm khám chữa bệnh phải thực hiện trong điều kiện không đảm bảo về giường bệnh hay môi trường làm việc cho cả bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế. Hiện tại nhân viên y tế ở đây là có 4 đồng chí, ngày có thể khám bệnh thông thường, sơ cấp cứu ban đầu có thể là 5 đến 10 bệnh nhân. Do là cái địa lý nó phức tạp, thế thì đa số các người dân ở địa phương chúng tôi là không may bị tai nạn hoặc là các bệnh nghiêm trọng ấy, thì được thường xuyên là phải đến trạm để sơ cấp cứu. Thế chúng tôi cấp cứu thì đủ điều kiện để mới chuyển lên tuyến trên được, rất là khó khăn, đặc biệt là cái vấn đề về cơ sở rất hạ tầng nó không đủ, diện tích cũng như là nó quá chật hẹp, nó xuống cấp quá, là rất muốn là cống hiến tốt hơn nhưng mà do cái môi trường làm việc nó hơi bị thiếu thốn về có thể là chuyên môn cũng như là trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất hạ tầng. Do đặc thù về vị trí địa lý, cách xa trung tâm và các dịch vụ y tế nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở thôn Vân Nghệ luôn đóng vai trò quan trọng. Do vậy, điểm trạm y tế thôn ở đây cần phải sớm được nâng cấp sửa chữa để thực hiện tốt công tác y tế tại nơi đây.